Tất nhiên rồi. Vỗ tay các bạn. Một chút nữa thì Khương phải dẫn Quỳnh đi thăm bạn vẽ bức tranh nha. Mà nhớ vẫn đi ăn kem nha, tại vì bạn nó thích ăn kem lắm. Ok, cảm Vâng, ơn. cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Chị ơi, còn quà nữa không? Hết rồi. Thôi chị tặng cho em món quà đi. Tặng em quà gì bây giờ? Bây giờ tặng em một món quà là chúng ta hãy tiếp tục vào phần trò chơi được không? Được không các bạn khán giả? Các bạn đang theo dõi hai đồ trên kênh Vâng, và bây giờ sẽ tới phần trò chơi dành cho tất cả các bạn khán giả cùng với Khổng Tú Quỳnh ạ. Và trò chơi này Khởi My cần 7 bạn khán giả. Vậy bạn nào chúng ta xung quanh lên trò chơi trời. Này bây giờ em sẽ chọn 4 người. 4 bạn, 3 bạn. Bạn. Okay. Em sẽ chọn bạn này. Là em. Em với lại là mời bạn. Bây giờ tới Khởi My sẽ chọn. Chọn bạn nào thấp thấp thôi. Mời bạn áo trắng. Bạn này cao quá. Chọn bạn này. Vâng, và bây giờ chúng ta đã có đội ngũ thí sinh rất là hùng hậu. Bây giờ Khởi My sẽ phổ biến thể lệ trò chơi cho các bạn nghe. Ở đây thì các bạn thấy có 7 cái ghế, mà chúng ta đến 8 người chơi, có nghĩa là các bạn phải làm sao mà giành được cái ghế cho mình ngồi đó nha. Bạn nào mà sau khi mà ban tổ chức mở nhạc, các bạn sẽ đi vòng như thế này, đi vòng vòng và hết nhạc các bạn sẽ ngồi vào ghế. Nếu mà không được ngồi vào ghế thì các bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ? Vui một cái cho sung sướng nào. Và bây giờ trò chơi bắt đầu. Vỗ tay các bạn. Rồi mời bạn, bạn đã thua cuộc. Vâng, bạn đứng. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đứng lên và tiếp tục vòng chơi thứ hai. Rồi, tặng bạn cái ghế luôn. Vâng, mời bạn về chỗ. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nha các bạn. Thật đi nhanh lên. Vâng, nhạc bắt đầu đi ạ. Vâng, chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta lại loại thêm được một bạn nữa. Tặng chị bạn cái ghế thứ hai. Chị ơi, chưa tắt nhạc mà ngồi hết rồi. Anh Giang hả? Em đâu biết đâu, em thấy mấy bạn này ngồi, em ngồi theo. Thôi mình chơi lại đi nha. Rồi, quyết định chơi lại. Rồi. Vâng, chúc mừng bạn, tặng cho bạn một cái ghế. Đây, mời bạn về chỗ. Không ngờ Khổng Tú Quỳnh hết hồn. Ôi, mình vẫn ngồi được vào ghế. Vâng, nhạc bắt đầu đi ạ. Sao các bạn này được ưu tiên quá vậy? Vâng, rất chúc mừng em vì em đã được loại khỏi cuộc chơi sớm. Trời ơi, em bị bệnh đau tim. Em đau tim hả? Nhưng mà em phải chơi tiếp. Rất cảm ơn bạn. Bắt đầu tiếp tục ạ. Chưa mà. Ủa sao kỳ vậy? Ai cũng sao kỳ vậy ta? Cứ tới bạn Quỳnh là bạn được ưu tiên hết sức à. Ai người này bạn, chị, bạn á là bạn, qua đây giành mình nè. Qua đây giành mình nè. Để 1 2 3 giành nha. Khoan đứng lên. 1 2 3. Rồi bạn thắng rồi, mình thua. Không được đúng không mấy bạn? Em đúng. Bạn quyết định sao? Chơi lại đúng không? Rồi mời chơi lại, đúng rồi đó. Bây giờ các bạn phải giành với Khổng Tú Quỳnh chứ, trời ơi sao kỳ vậy? Tiếp tục. Bạn này bạn tung tăng lắm nè.
bạn đi bạn múa tùm lum mà chi bạn. Rồi tặng bạn cái ghế luôn. Rồi bạn đem ghế vô rồi bạn chạy ra lại nha. Rồi bây giờ còn bốn bạn, quả là rất là gay cứng. Khổng Tú Quỳnh đây mời bạn ra đây chứng kiến cái cảnh mà em đứng giữa cho. Trời ơi. Bắt bạn nào? Bạn đứng giữa hả? Rồi. Em bắt bạn nào mà? Bắt bạn nào phải không? Rồi. Rồi. Trời mình cũng mình tưởng còn như ghê chứ. Tặng bạn một cái ghế. Còn hai cái mà đồng đứng giữa đâu? Hai cái, ba bạn. Wow, quả là rất là gay cấn đúng không? Cố lên nha, các bạn cổ vũ nha. Cố lên. Hai, ba. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. We both thought that love lasts forever. Lasts forever. Giờ sao đây? Bạn, bạn nào ngồi trước? Bạn này hả? Bạn 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 bự hả? Bạn bự ngồi trước rồi. Chúc mừng bạn nhỏ đã bị loại khỏi cuộc chơi. Tại bạn bự, bạn da trắng xinh đẹp. À bạn da trắng xinh đẹp. Trời ơi bắt bẻ dữ quá ha. Rồi tặng bạn. Chúng ta chỉ còn một cái ghế mà thôi. Sao nhường đúng bạn trò chơi mà. Rồi bây giờ các bạn đi, các bạn phải nhún nhảy theo nhạc nha, vì đi xa xa cái ghế là nó mới hấp dẫn. Nhạc đi á. Đi ra xa xa đó bạn, đi ngoài vòng bạn. Vỗ tay các bạn ơi. 1, 2, 1, 2, 1. Đứng lên bạn. Wow, à, lần đầu tiên mà Khởi My thấy là không phải giành giật vàng mà giành giật ghế đây. À, hai bạn đi lặng lạc, cái hai bạn đi gần cái ghế này đó. Bây giờ chúng ta chơi thêm một lần nữa nha. Đề nghị hai bạn chúng ta đi ngoài vòng tròn nha. Vừa đi vừa nhún nhảy nha. Rồi, Khổng Tú Quỳnh đừng có ngáo hù bạn chứ. Hồi hộp quá chị ơi. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling this way. Bạn đi ra ngoài này bạn. Đi ra ngoài vòng, đi ra ngoài vòng. Bạn là người thắng cuộc rồi đó. À, phỏng vấn bạn một tí xíu nha. Mời bạn ngồi luôn. Đó, giống như là sếp vậy đó ha. Sếp thì em hỏi sếp câu nha. Sau khi mà sếp đi vòng 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 một hồi, cái sếp ngồi được cái ghế thì cảm nghĩ của sếp như thế nào ạ? Dạ, em muốn ngồi được cái ghế này thì phải xích đầu mẹ chán. Ồ, thì quá hên là em rút lui sớm nha. Sếp có một cái cảm nghĩ nào khác nữa không? Có vui hay là nó hồi hộp, tim đập loạn xạ gì không? Dạ, giờ ngủ tại nó nhảy từ lưa từ la hết luôn. Lưu phụ ngủ tại nhảy tùm lum. Rồi, rút cuộc thì sếp cũng đã thắng cuộc và xin mời Khổng Tú Quỳnh tặng quà cho sếp ạ. Cho Khổng Tú Quỳnh gửi đến bạn một phần quà của nhà tài trợ Ninomax. Giỏi hai đồ trên kênh Yeah One TV. Nãy giờ thì mình tra tấn Khổng Tú Quỳnh nhiều đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách idol. Đây, Khổng Tú Quỳnh thấy những khuôn mặt này như thế nào? Mình cũng giống giống em chút. À, vậy hả? Bây giờ thì nhiệm vụ của Khổng Tú Quỳnh là phải chọn một trong bốn gương mặt này. Và sau những gương mặt dễ thương này sẽ là những thử thách rất là ghê gớm. Chọn hôm nay đi. Hình này hả? Trước sau gì cũng chết à. Lựa chọn chi cho nó mệt. Hột mồ hôi bự ghê bự hơn con mắt luôn. Phiếu trắng. Và phần đầu tiên là dành cho tất cả các bạn khán giả đó. Ây chà, xem ra Khổng Tú Quỳnh rất là thương fan của mình nên dành cái thử thách đầu tiên cho các bạn khán giả yêu cầu. Rồi Khởi My sẽ chọn một bạn khán giả để các bạn đưa ra thử thách cho bạn Quỳnh nha. Bạn này đưa ra mà mặt căng thẳng quá. Chị Quỳnh hãy giả là một cô bé bán vé số đi ạ. À, một cô bé bán vé số. Đánh đá không em hay là hiền diệu? Đánh đá đi. Đánh đá hả? Em mượn cái nón, cho mình mượn cái nón của bạn. Rồi bán vé số đi.